Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa gửi thông báo thiết lập khu vực hạn chế giao thông đường thủy, cấm luồng trên tuyến sông Hồng. Cụ thể khu vực hạn chế giao thông đường thủy là khu vực từ bến Phú Nhi, phường Phú Thịnh đến thôn Hà Tân, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thời gian hạn chế giao thông đường thủy từ 8 giờ đến 10 giờ và 14 giờ đến 16 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2024. Trong thời gian hạn chế, yêu cầu các phương tiện đường thủy tuyệt đối tuân thủ và thực hiện theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng hiện tại hiện trường.